Ở UK một thành phố rất hay, sáng ở đó thấy cũng bay bay. Nhớ lúc mới hôm nào khi ta vừa mới vào Arena. Ở nơi đây đồ tây ra Tesco, còn đồ ta thì ra shop Mã Lai. Chán cơm thì lại mì, không thì ăn fast food. Bao ngày qua nhớ món mẹ nấu, sang đây chưa bao lâu đã thấy nhớ nhà. Năm nay không ăn Tết với gia đình, gọi điện về nhà khóc lóc rồi kêu than, ôi bánh tiền cho con. Hôn thi ở cao tình được có mấy ngày, loanh quanh business chưa thuộc bài. Phút đầu cả ngày y con rồi phải nan, xa đời chưa đi mãi xa. Thâm hành mệt nhọc y như là công nhân, có khi không bằng công nhân. Mặc dù mệt nhọc nhưng vẫn còn vui tươi, vẫn luôn yêu đời.